hình ảnh chú mèo mà trèo cây cao thì không còn xa lạ đối với mọi người. Nhưng mà hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người hình ảnh của chú Trăng đang uốn mình trèo lên cây cao. Đoạn video clip được chia sẻ trên TikTok đạt tới 6.2 triệu view, ghi lại cảnh một con trăng đang uốn mình dọc thân cây cao vút. Từng vòng cơ thể của con trăng quấn vào thân cây làm điểm tựa, rồi từ từ trườn lên. Chẳng mấy chốc, con trăng đã trèo một mạch từ gốc lên đến ngọn cây cao. Màn tuyệt kỹ leo cây của con trăng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, nổi da gà, bởi từ trước tới giờ chúng ta chủ yếu thấy trăng rắn bò trên mặt đất. Không ngờ loài trăng trèo cây cũng rất là giỏi. Không ít cư dân mạng cho biết nếu họ gặp trực tiếp cảnh tượng này có lẽ sẽ xỉu tại chỗ. Một số nhà nghiên cứu cho biết các loài trăng rắn thường sử dụng lực ma sát để có thể bò trên các bề mặt dốc nghiêng hoặc thẳng đứng. Lực mà các con trăng sản sinh ra để bám chặt vào thân cây cao gấp 3 lần lực cần thiết để nâng đỡ trọng lượng cơ thể của chúng. Ở trên cây cao chính là vị trí thuận lợi để giúp trăng vừa có thể quan sát được con mồi, vừa là chỗ ẩn nấp lý tưởng. Hình ảnh hai con rắn giận dữ thò đầu ra khỏi tán lá cây không phải là rắn thật sự như nhiều người đã lầm tưởng. Mới đây, trên cộng đồng mạng đã chia sẻ những hình ảnh mới thoạt nhìn qua thì nhiều người đã lầm tưởng rằng đó là hai con rắn đang trú ngụ trên cây, trong khi sự thật thì con rắn đó chỉ là họa tiết trên cánh của một loại bướm đêm. Và loại bướm đêm này có tên gọi là bướm đầu rắn vì đôi cánh của nó có hình dạng giống như đầu của con rắn, cho nên người ta gọi đó là bướm đầu rắn. Và cái loại bướm này nó có kích cỡ cũng rất là to vì cái cánh của nó có kích cỡ bằng cái bàn tay của con người. Loại bướm đêm này có vòi tiền đình rất là ngắn và chúng không ăn sau khi chui ra khỏi kén, mà dựa vào việc tích trữ chất béo để lấy năng lượng. Mỗi chuyến bay đều tốn năng lượng quý giá và có thể khiến cuộc sống vốn đã ngắn ngủi của chúng mất đi vài ngày, vì nó có tuổi thọ rất là ngắn, chỉ từ 1 đến 2 tuần. Chúng tiết kiệm năng lượng bằng cánh bay càng ít càng tốt. Con cái sẽ đợi con đực đến, được thụ tinh, đẻ trứng và chết sau đó. Những video của mình chia sẻ chỉ có tính cách giải trí và mong các bạn nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.